され風流獅子軍人敵式神討ち取った敵式封印報告の断り。Alo, hello MVP Game, xin chào tất cả anh em. Và hôm nay MVP Game sẽ chơi vị thức thần Sạch Xô Ma Lự Sát Thủ Quý Tộc, một nhân vật trong manga anime Inuyasha của tác giả Rumiko các bạn ơi. Và đây là một sát thủ đẳng cấp trong game Âm Dương Sư MOBA này luôn. Và MVP Game sẽ giới thiệu bảng ngọc và trang bị cho các bạn luôn các bạn nhé. Cái tên Sạch Xô Ma Lự thì âm Hán Việt là sát sinh hoàn, có nghĩa là sự giết chóc hoàn hảo các bạn nhé. Trong đó thì chữ sạch có nghĩa là xê chư, giết, chữ xô là cuộc sống và chữ ma lư là hoàn hảo, ý nghĩa là giết đi sự sống của kẻ khác một cách hoàn hảo. Ngoài ra thì ma lư có nghĩa là vòng tròn, thể hiện sự luân hồi. Từ đó tên của cái vị thức thần này mang nghĩa chỉ là người phá vỡ vòng tròn sự sống, vòng tròn hủy diệt các bạn nhé. Đấy là cái tên của Sạch Xô Ma Lư. Và sau khi farm được hai con quái lên level 2, mình bắt đầu di chuyển ra đường giữa để mình gank các bạn ơi. Vâng, bên mình thấy tuyết nữ có khả năng là có tố chất là gọi là gánh được team, nên là mình sẽ ưu tiên ở gank đường giữa chứ. Vâng, và đã tránh được một cái tia của trụ rồi các bạn nhá. Thì các bạn nhớ xem mẹo của mình nha, mình có up video lên cũng khoảng lâu rồi đấy, mẹo chơi game để pro hơn các bạn nhá. Rồi thì đây là anh trai của Inuyasha các bạn nhá. Các bạn đã sở hữu hai nhân vật này chưa? Nhiều bạn comment rất là nhiều trong các video game của mình là nhân vật này nó yếu này, nó không được khỏe này, em chơi mà toàn thua thôi. Thật sự không có vị thức thần nào yếu cả, chỉ có là những thức thần chúng ta chưa biết cách lên đồ và bằng ngọc, chưa xem video của kênh MVP Game và các bạn chưa biết cách chơi thôi. Mình đảm bảo sau video này các bạn sẽ biết cách chơi. Thì đầu tiên là bảng ngọc anh em nhá. Bảng ngọc sát thủ anh em ơi, không có gì. Các bạn có thể thay viên tốc chạy bằng viên hồi tăng máu cũng được, nhưng mà mình thích kiểu như di chuyển nhanh nhẹn ở trong bản đồ hơn anh em nhá. Đấy, đây là bảng ngọc hắc báo anh em ơi. Tiếp theo, rồi farm trong đường trên mình lại di chuyển xuống đường dưới để mình gank chết hàng luôn anh em ạ. Tuyết nữ đấy, cũng biết chơi đấy, cũng biết kích là tôi đã có kỹ năng one shot các kiểu gì rồi. Rồi thì chơi vị thức thần này ấy, là một vị thức thần đơn lẻ. Ui ôi, dừng nó cũng đến canh đấy. Mình không canh được thì mình cũng gọi là gì ạ? Mình cũng gọi là canh cho dừng bên mình, dừng đường giữa bên mình khỏi bị đối phương canh chết anh em ạ. Rồi tiếp nữa chạy đi bạn ơi. Còn tốc biến không? Còn tốc biến không? Mình không còn kiểu như là bất tử nên là mình không dám đánh nữa anh em. Quả đấy còn bất tử thì ok luôn. Rồi lên được vô tự thương rồi, vòng ra đây. Rồi chơi Sạch Xô Ma Lự anh em nên gank ở đường dưới này hất lên nhá, tại vì nó nhìn nó dễ hơn, cái chiêu hai nó sẽ dễ trúng hơn các bạn ạ. Nếu mà từ ở trên bản đồ rất là khó trúng. Rồi một combo và hàng lên bảng đếm số luôn anh em ạ. Rồi kèm cho đường giữa đối phương bị thọt đi và bên đường giữa mình xanh. Tuyết nữ khả năng biết chơi đấy. Ở đường dưới bên mình thì sao ạ? Hai AD tranh nhau anh em ạ. ZGDX Yoko, vâng ZGDX Yoko và thanh niên Hakuro thì tranh nhau AD anh em ạ, khổ lắm. Rồi thì nói về vị thức thần này ấy, thì là một đại yêu quyền năng và làm khiếp sợ cả thế giới phong kiến với danh hiệu chúa tể vùng Tây Bắc Nhật Bản. Anh là anh trai của Inuyasha cùng cha khác mẹ anh em nhé, nhân vật chính trong truyện. Và Sạch Xô Ma Lự được khắc họa là nhân vật phản diện, nhưng về sau cùng với sự thay đổi của nhân cách của mình thì anh đã lấy được lòng của các khán giả các bạn ạ. Rồi thì chuẩn bị lên level 6 rồi, mình lại tiếp ra đường giữa anh em ạ. Đường trên thì Tanuki tay ngắn rồi, và đường dưới thì 2 AD thì không thể nào giúp cho 2 AD xanh được. Rồi thì còn cách là giúp cho đường giữa thôi. Đấy, chơi vị thức thần này là một vị thức thần đơn lẻ, nên là anh em cố gắng là ganh một đường cho nó chết một đường nhá. Rồi dừng một đối phương đuổi thì mình chạy thôi. Ok, mới level 5 máy quá, mình level 6. Nồi dây đùa nhau cái sợ bực ngay chiều một anh em ạ. Rồi thì anh em đi rừng chú ý là ganh ấy, thì ganh ví dụ ganh một đường mà nó mất tốc biến, tí nữa anh em lại quay lại ganh tiếp, chứ anh em đừng kiểu như ganh cái đường này xong lại ganh cái đường kia, xong cuối cùng là đối phương trả thọt, cuối cùng trả đâu vào đâu anh em ạ. Đấy, cũng chú ý nhá, phải nhớ xem đối phương có mất tốc biến không để quay lại ganh anh em ơi. Đấy, và anh em nhiều anh em bảo là khi mà đi rừng thì mất nhiều máu anh em ạ, thì anh em chú ý là khi đánh những cái con quái bé này thì nếu mà đối quái nó gần đánh mình ấy thì anh em chạy ra một đoạn là nó sẽ không đánh được mình đâu anh em ạ. Như mình đầy máu thì mình
mình còn không lại tiếp tục lần ganh tiếp theo của mình nào. Rồi, nối dây trượt thì thôi đi về anh em ạ. Rồi ra đây ăn con Nguyệt Nguyên Hóa anh em ơi. Thì bảng ngọc thì anh em có thể chụp hình lại nhé. Đây là trang bị cho vị thức thần này anh em ơi. Thì vị thức thần này là vị thức thần sát thương A. Đấy, sinh tồn B, khống chế B và nhanh nhẹn cũng thuộc lại A. Hồi xưa thì cái chiêu hai đu dây thì nó không thể đu vào quái, nhưng mà bây giờ có thể đu vào quái được anh em nhé. Cộng mắc thì cộng mắc, mình khuyên anh em nên là cộng mắc vào chiêu thứ nhất. Sau đó thì chiêu thứ hai và chiêu thứ ba. Tại sao chúng ta cộng mắc vào chiêu thứ nhất? Thì vì hồi xưa nhiều bạn mới chơi thì không biết, thì vị thức thần này đã được tăng sức mạnh ở chiêu thứ nhất, là khi mà ba đòn đánh thì anh em sẽ gây thêm sát thương và được hồi máu anh em ạ. Tụ chiêu cuối này, đấy các bạn có thể dùng combo như mình này, chiêu cuối này 3-2 anh em ạ, sau đó đánh thường anh em nhá. Đấy, ngoài ngoài ra thì chúng ta có thể là 1-2-3 và ulti đấy. Rồi bắt đầu đường top có lợi thế rồi, đường giữa có lợi thế, bắt đầu mình sẽ di chuyển xuống đường dưới để mình ganh về ăn bạch tuộc anh em ạ. Bắt đầu từ phút thứ 5, thứ 6 bắt đầu là tập trung xuống đường dưới anh em ơi. Rồi, nói về vị thức thần này có cái đặc điểm mà anh em phải biết, cái đặc điểm mà lấy lợi thế của vị thức thần này, nó là phát hiện kẻ địch trong bụi khi anh em không ở trong bụi nhá. Đấy, nhiều anh em không biết là anh em không biết sức mạnh của nó là gì. Mỗi vị thức thần có điểm mạnh riêng và vị thức thần này có nó rất là thích hợp trong danh và map sương mù, là phát hiện đối phương trong bụi. Đấy, thì nó có một cái đặc điểm là thiên sinh nha, là ngăn cản sát thương chí mạng một lần chết và anh em sẽ được tăng 20 tốc độ chạy trong vòng 1.5 giây anh em ạ. Trời ơi, rất là ghê luôn. Đây rồi ganh này 1 này, 2-2-3 sau đó chiêu cuối anh em ạ. Rồi chạy. Quả đấy mà team mình mà biết lướt lên một chút thì mình ăn được sấp đôi rồi, tiếc thế anh em ạ. Rồi 5-0 rồi, lùi về thôi. Tiếp đu ở dây đây này, dình tiếp nào. Đối phương sẽ không biết mình ở đây hay không. Đây rồi, chim ở lại và combo chết rồi. 2-3 là kích hoạt được cái chiêu 1 anh em ạ. Rồi tiếp theo là chiêu thứ nhất là huyết thống đại yêu nha. Thì anh em dùng kỹ năng hoặc đánh thường thì sẽ kích hoạt nha, kích hoạt sát thương gây thêm cộng thêm 90 công, rất là nhiều công nha, và hồi máu cho bản thân và tăng 55% tốc độ chạy. Ngoài ra có một cái bị động là anh em có thể phát hiện được địch ở trong bụi, nó sẽ hiện cái mũi tên anh em nhé. Rồi đấy, đây là chiêu thứ nhất, đây là anh em hãy cộng mắc vào chiêu thứ nhất để anh em có hồi máu khi đi rừng và anh em có sát thương khi kích hoạt 3 lớp anh em ơi. Rồi tiếp theo là chiêu thứ hai là quang kích, anh em nối cái dây về hướng chỉ định trong 4 giây thì sẽ nối và lao về hướng địch. Đấy, ngoài ra thì nó có thể các bạn, ngoài ra thì nó có thể dùng lên quái được anh em ạ. Tụ chiêu cuối để dọa hàng và hàng chạy mất giáp rồi anh em ơi. Tiếp theo là chiêu thứ ba, yêu khí tàn sát, anh em tạo ra một cái vùng xung quanh đấy, gây câm lặng giữa đối phương và làm chậm cái sát thương nhá. Chiêu này nó cũng cộng 10 lên 90% công. Đấy, chiêu này thì nhiều anh em bảo là cộng mắc vào chiêu thứ ba để gây nhiều sát thương, nhưng mà mình nghĩ là cộng vào chiêu thứ hai, tại vì chiêu thứ hai nó hồi chiêu nhanh hơn để anh em đi ganh tốt hơn nhá. Nếu mà anh em mà mất chiêu hai thì không thể ganh được, nên là cố gắng là đừng có tham đam mà hãy cộng vào chiêu thứ nhất, sau đó thì chiêu thứ hai và cuối cùng là chiêu thứ ba anh em nhé. Đấy, à đây có địch ở đây rồi. Nối ôi địch đầu hàng mất rồi. Ôi rồi lại phải đánh thêm một ván nữa để phân tích đồ anh em ạ. Rồi mình sẽ chơi một ván nữa để phân tích đồ anh em xem nhá. Rồi hello anh em, mình lại tiếp tục đánh một ván nữa về sạch xô ma lự đi rừng anh em ơi. Thì vừa nãy chưa chia sẻ đồ xong và chưa phân tích chiêu thức xong thì địch đã đầu hàng mất rồi. Ép đường quá ghê và canh rất là tốt, không hề yếu một chút nào nha anh em ạ. Đấy, chú ý là những cấp độ đầu mà ví dụ như là mà máu mình ít ấy, thì anh em đánh những con quái này, anh em cố gắng là vừa đánh vừa di chuyển nhá. Đấy, lúc mà nó gần đánh mình ấy, mình chạy ra một đoạn là nó sẽ không đánh được mình đâu anh em ạ. Đấy, nhưng như mình thì mình chưa cần đâu anh em, nhưng mà lúc ít máu thì anh em nên chú ý đây này. Đấy, đấy, đánh một cái thôi anh em chạy đi là nó không thể đánh được mình. Rồi đây là level 2 thì mình lại tiếp tục vòng ra đường giữa. Trận này là đại tư mệnh, đại tư mệnh thì có khả năng cũng biết chơi và mình sẽ ganh, lựa chọn những cái đường mà team mình biết chơi ấy để mình ganh anh em ạ. Tại vì sao, nếu mà ganh cái đường mà cái bọn nó không biết chơi thì bằng thừa hết đúng không, nên là ganh cái đứa mà nó biết gánh team ấy, nên là ganh những cái đường đấy cho nó gánh team. Đấy rồi, ok, đây bảng ngọc vẫn cái bảng ngọc lúc ấy mình cài nha, và trang bị vẫn như vậy, anh em có thể chụp hình lại nha. Rồi đại tư mệnh thì sẽ bị hàng ép một chút, nên là mình sẽ tạo áp lực bằng cách là ganh đây lên level 3 rồi anh em ạ. Rồi đừng có hổ báo bạn ạ,
bạn mới level 2 thôi, mình còn tốc biến. Ê, đây rồi. À, nó lùi về, tốc biến lên này, tốc biến lên 2, 3, lên bảng điểm số. Ok, chạy. Ôi, tuyệt vời, là level 3, chạy. Bạn ơi, ra đây. Ô, đúng rồi, chuẩn, ra đây, cánh được, mình còn bất tử mà. Mình còn bất tử này. Chạy hộ cái. Ok, hai mạng anh em ạ. Vẫn chưa thể chết bất tử anh em ơi. Rồi, đây rồi. Đây này, nó ít máu đây rồi. Ít máu thì không bao giờ phải về anh em ạ. Chơi sạch chô ma lự này mặc dù nó là sát thủ yếu tí thôi, nhưng mà thật sự nó có cái chiêu thứ nhất ấy. Khi mà anh em kích hoạt 3 cái dấu ấn ấy thì anh em sẽ được hồi máu và tăng tốc độ chạy, nên chả cần phải về đâu anh em ơi. Rồi, thì chiêu thứ nội tại đặc điểm thứ nhất này là có thể bất tử khi mà chúng ta bị đối phương giết ấy, thì bất tử trong vòng 1.5 giây và anh em có thể tăng tốc độ chạy. Tiếp theo là chiêu thứ nhất thì là đòn đánh thứ 3 hoặc dùng chiêu thức sẽ kích hoạt 3 cái ấn nhá, cái ấn đấy thì anh em sẽ được hồi máu, gây thêm sát thương và tăng tốc độ chạy anh em ơi. Rồi đây Ichigo đối phương ấy. Ok, mạng thứ 3 cho mình. Rồi, chiêu thứ 2 là nối dây về hướng chỉ định. Đấy, nếu mà chúng thúc thần địch hoặc là quá rừng sẽ ấn một lần nữa sẽ đu được về đối phương anh em ạ. Đấy, ngoài ra thì kích hoạt cái đặc điểm thứ nhất. Rồi, tiếp theo là chiêu thứ 3, yêu khí tàn sát thì là tạo một vùng yêu khí xung quanh làm cho đối phương bị câm lặng làm chậm nha anh em ạ. Thì chúng ta sẽ có mắc vào chiêu thứ nhất, chiêu thứ 2 và chiêu thứ 3. Tại vì sao ạ? Chiêu thứ nhất để chúng ta được hồi phục máu này, có tốc độ chạy tốt hơn này. Ngoài ra thì là chúng ta sẽ có sát thương khi đi rừng farm nhanh hơn nha. Mình thử cộng vào chiêu 1, chiêu 2 đầu tiên rồi, yếu lắm. Chiêu 1, chiêu 2 chủ, đi đường thì cộng thôi. Còn đi rừng thì chúng ta hãy cộng vào chiêu thứ nhất nha. Sau đó thì chiêu thứ 2, đấy để chúng ta có thời gian hồi chiêu. Tại vì nếu mà chúng ta không nối dây được thì chúng ta không thể bắt được địch đâu. Nên là chúng ta cần phải mắc vào chiêu thứ 2. Rồi bắt đầu là di chuyển xuống đường dưới để canh đường dưới rồi. Trận này đối phương thì 2 AD, mình sẽ bắt đối phương bắt đầu từ những level 4. Rồi 1 này, 2, 3 này, chiêu cuối này. Rồi đối phương còn một chút nữa thôi. Rồi tốc biến lên giết là Chin đâu, Chin ơi. Ra đây, dùng làm chậm một cái nào còn. Rồi ôi, team ơi là team. Khó rồi, trận này thì đường dưới không biết chơi anh em ạ. Rồi tiếp theo là chiêu cuối nộ thương phá long, anh em tạo một hình con rồng về hướng chỉ định làm choáng trong vòng 0.5 giây và gây sát thương anh em nhá. Đấy. Rồi ngoài ra thì anh em có thể gồng mạnh lên nhá. Và sát thương sẽ tăng theo thời gian tập trung lực, tối đa là 75%. Anh em gồng càng nhiều thì gây đam càng to. Nên là chiêu cuối theo tranh tổng rất là tốt anh em ạ. Thật sự con này nó rất là mạnh, nhưng mà chúng ta có biết chơi không, hoặc là chúng ta hiểu được cái đặc điểm của nó ấy. Cái chiêu thứ nhất là anh em có thể phát được, hiện được địch trong bụi nhá, nó rất là hợp. Đấy, nếu mà chúng ta không biết đặc điểm sức mạnh của nó thì chúng nó yếu là đúng rồi anh em ơi. Về trang bị thì mình đây ạ, mình lên cái đồ đầu tiên là vô tự thương, nó có 90 tấn công, 10% hồi chiêu nha. Đấy, với cái đồ này thì là chắc chắn rồi, sẽ farm rừng nhanh hơn mà giúp cho trạch chô ma lự tốt hơn. Tiếp theo là giày tốc độ đánh và tăng thêm sát thương đánh thường anh em nha. Rồi, với cái đồ này thì để mình để làm đệm cho cái đồ thứ 3 của mình là thiên cổ cung anh em ạ. Thật sự mình đã test mình lên các món sát thương kỹ năng các kiểu này. Này, chuẩn bị ganh đường top đã. À, đối phương chạy, đối phương khôn thế. Rồi, đánh nhau với đường của mình này. Gồng chiêu cuối này, chạy luôn này. Chạy này, rồi, mất cả tốc biến rồi. Thật sự thì mình thấy nhiều bạn lên sát thương kỹ năng cũng được thôi, không hề yếu. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy ấy, khi các bạn lên những cái thế, con này nó kiểu như nó yếu sao ấy. Nên là mình nghiên cứu, mình thấy là cái đồ thiên cổ cung nó đang là cái đồ hot. Nên là chúng ta nên lên thiên cổ cung. Nó vừa có tấn công này, vừa có chí mạng, vừa có thời gian hồi. Ngoài ra thì nó đánh theo phần trăm máu và có hồi máu rất là tốt đấy anh em ạ. Đấy, ví dụ như mà chúng ta cũng muốn trượt, nhưng mà chúng ta đòn đánh tay của chúng ta cũng có đam rất là to. Nên là mình thấy là cái đồ này hợp anh em ạ. Đấy, mình lên một cái đồ sát thương kỹ năng là được rồi. Sau đó thì đồ thứ tư thì là lên châm la vạn tượng, có 80 tấn công, 10 thời gian hồi chiêu và tăng sát thương kỹ năng nhá. Ngoài ra máu đối phương dưới 40% sẽ gây thêm đam. Đấy, sát thương kỹ năng. Rồi tiếp theo là đồ thứ 5 thì là lên chiếu vân kiếm anh em ạ. Chiếu vân kiếm chắc chắn rồi, cần. Và sau đó thì lên cái đồ quỷ dao hoàng hoàn, 80 tấn công và 30% xuyên nhá. Thì có thể lên cái đồ giảm hồi máu được, nhưng mà con này thì là một sát thủ sốc đam, nên là càng nhiều đam càng tốt anh em ạ. Rồi di chuyển xuống đường cuối, nhưng mà team mình thế nào toán bị rỉa máu đi về thôi. Rõ ràng là Kaguya và Jin, Kaguya rỉa máu rất là tốt, thế mà vẫn phải đi về. Đây rồi. Chờ đại sứ mệnh giao tranh, mình sẽ gồng chiếu cuối này, có tới không? Mà không tới ai, tiếc thế, nhưng mà vẫn giết được tuyết boy anh em ạ. Đấy,
trong lúc cần thiết, gần thì chiêu 2 để nó hồi, nhưng mà chiêu 2 nó lại không hồi cho mình anh em ạ. Rồi mất tốc biến rồi, tiếc thế. Quả đấy mình tốc biến lên trên mới đúng, nhưng mà thôi được rồi, không nói nữa. Và tiếp theo là đồ thứ 7 thì mình lên là La Sát Chùy, có 75 tấn công này, 450 máu này, 10 thời gian hồi chiêu và xóa bỏ hiệu ứng khống chế trong vòng 2 giây anh em nhá. Tại vì sao ạ? Con này nếu mà anh em lao vào, anh em ăn nhiều hiệu ứng khống chế, anh em không làm gì được, rất là nguy hiểm. Nên là về cuối game để bắt AD với A thì anh em nên lên cái đồ này anh em nhá. Đấy, thì hai ván mình đều lên như thế này và bá ngọc như thế này. Hiện tại thì mình ganh rất là ổn anh em ạ. Nhưng mà những từ những phút thứ 4, thứ 5 các kiểu thì mình cố gắng là mình ganh đường dưới anh em ạ. Tại vì con này là chỉ bắt AD với áp thôi. Nếu mà anh em di chuyển lỗi hoặc là anh em cứ di chuyển linh tinh cho cuối cùng là để AD nó xanh thì anh em không bắt được đâu. Nó là một sát thủ mà sốc đa mà anh em ạ. Nào di chuyển ra đây xem ạ. À, vẫn còn liều mạng ăn Daruma. Chết còn ạ. Xác định rồi anh em ạ. Đấy, 2, 3 chiêu cuối anh em ạ. Thì để combo dồn luôn anh em ạ. Nếu mà thật sự muốn có sức mạnh mạnh ấy thì anh em nên là dùng chiêu cuối trước. Nhưng mà khi dùng trong chiêu cuối trong bụi các kiểu thì đối phương sẽ biết anh em ạ. Nên là hạn chế. Rồi, à đây, đây đây đây, ăn con quái này. Rồi sau đó trừng phạt để lấy cái hồi máu đã anh em ạ. Rồi, đấy, tại vì mình cộng vào chiêu thứ nhất đầu tiên nên là mình hồi máu rất là nhiều anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, bạn làm gì đấy, bạn làm gì đấy, ăn chiêu cuối á. Rồi, đã phải lên bảng đấy. Đòn đánh thứ ba đau, đánh rất là đau, cộng với cái thiên cổ cung nữa làm chậm nhá. Thật sự mình thấy cái đồ này lên thì cảm thấy sạch xô nó ma lực nó mạnh hơn rất là nhiều anh em ạ. Thật sự luôn. À, chin ăn, nó cho chin ăn luôn cho xanh. Đây rồi, mình di chuyển đấy xuống đây mình ganh. À, chin đối phương kìa, chin đối phương kìa. Ôi giời, đối phương dùng chiêu cuối thôi, lùi bạn ơi. À đây à. À đây rồi, đây rồi. Này này, ok mình kích hoạt được cái đòn đánh thứ ba rất là đau anh em ạ. Đây dình đây luôn này. Dình đây, đấy có cái mũi tên này, khi đối phương ở gần mình thì mình sẽ biết. À không được rồi. À đi bộ vào cơ á. Đi bộ vào đây này, có kích hoạt được thiên cổ cung này. Rồi, lên bảng sư tử nhanh nhẹn. 8 mạng rồi anh em ơi. Đây chuẩn bị lên đồ sát thương kỹ năng rồi, ăn bạch tuộc anh em ơi. Ăn bạch tuộc cái nào, bỏ công xuống đây thì liếm con bạch tuộc cái nào. Nào ra đây. Ma con chim nó còn chặn đầu quái cơ. Chặn đầu quái thì anh em sẽ, quái sẽ được tăng giáp nhá, đánh rất là đau nhá. Đây nên là anh em hạn chế. Vâng, chặn đầu quái và bị thằng nó giết rồi. Cháu trêu anh em ạ. Những pha này thì ngu người không thể cứu được anh em ạ. Độ ta thì không thể độ nàng. Rồi. À, đối phương đang ít máu. Đối phương biến về rồi, nhìn thấy rồi. À đang xem đồ. Đây rồi. Đấy mình là 2 3 anh em ạ. Rồi lùi thôi. À làm gì đấy? Ăn thiên cổ cung này, chí mạng 700, chết nhăn răng luôn anh em ạ. Đấy đây cái tác dụng của thiên cổ cung sốc đam rất là ghê anh em ạ. Rồi, trận này lại win rồi anh em ạ. Đã tay thật anh em ơi. Rồi thả bạch tuộc ra nào. Đấy thì mình cứ cộng 1 và chiêu 1 nhá, chiêu 2 và cuối cùng là chiêu 3 nhá. Đấy như mình này. Ganh rất là sướng luôn anh em ạ. Và chú ý là anh em phải luyện chứ đùng cái anh em đòi lao vào thắng luôn khó lắm. Đây là vị thức thần. Khó anh em nhá. Có độ khó rất khó đấy anh em ạ. Anh em đã có thức thần này chưa hay là Inuyasha? Nói chung là hai anh em này đánh khó. Hồi mới đầu ra nó mạnh lắm, bị giảm sức mạnh liên tục anh em ạ. Đấy, thật sự không có con nào yếu cả, do là có cách chơi của mỗi con khác nhau. Như Inuyasha là anh em ôm trụ và anh em đẩy. Đấy, như con này thì anh em cố gắng là check bụi này, ăn đơn mục tiêu chứ không phải là anh em cứ lao vào thì không bao giờ có con nào khỏe đâu. Sát thủ là những thức thần mà đi bắt AD với áp đấy và ít máu. Ôi, con AD đường không farm, đi farm hết bùa của mình. Con thạch trô ma lự này nó cũng cần bùa anh em, tại vì là nó dùng năng lượng anh em ơi. Rồi con AD đều thế, nó lên ăn bùa của mình cho nó dịch chuyển xuống đường dưới. Ma tệ thế, như có cái con thức thần nào chơi tệ thế, mình ganh cho nó mấy mạng liền rồi. Ok. Nào ăn Orochi anh em ơi, ăn Orochi hay quá. Ganh nhiều và team xanh, thế là có mạng tuyệt vời. Đấy, đấy là những gì mình biết về vị thức thần này, đồ và bằng ngọc nhá. Chúc anh em chơi vị thức thần này thành công anh em ơi. Rồi ăn Orochi thôi. Rồi địch đầu hàng mất rồi. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye. Nếu mà hay thì hãy tặng mình một like hoặc là comment ở dưới nhá. その